chú đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Có một câu hát đã từng làm say sưa, xúc động biết bao thế hệ thiếu niên, nhi đồng hơn nửa thế kỷ nay, vẫn được các bạn hát lên, hát mãi để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ vô hạn. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? Các em là người kính yêu Bác Hồ nhất, và Bác Hồ cũng là người thương yêu nhất các em. Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh? Bác yêu thiếu niên, nhi đồng, Bác mong ước ở chúng ta, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Các bạn ạ, để xứng đáng lòng mong muốn của Bác Hồ, của Tổ quốc Việt Nam yêu quý, chúng ta nên ra sức học tập, rèn luyện, noi gương cha anh thành những người công dân có ích. Những tấm gương các anh hùng chiến sĩ hy sinh anh dũng, lao động hết mình vì đất nước, vì nhân dân có sức cổ vũ lớn lao đối với tất cả chúng ta. Trong những tấm gương đó, Bác Hồ là tấm gương đẹp nhất, tiêu biểu nhất. 79 tuổi đời, 60 năm hoạt động cách mạng, Bác Hồ là cả một kho câu chuyện hết sức hấp dẫn, giá trị nhiều mặt, có ý nghĩa giáo dục cao. Và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với tất cả các bạn quyển sách Kể chuyện Bác Hồ tập 3 của nhà xuất bản Giáo dục, hướng tới kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kính thưa các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn, bộ sách Kể chuyện Bác Hồ có 3 tập do tác giả Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Hữu Đảng, Trần Ngọc Linh, Lương Văn Phú sưu tầm và tuyển chọn. Mỗi tập đều mang sắc thái riêng, song tất cả các câu chuyện trong sách đều hết sức sinh động, đồng thời là những bài học vô cùng quý báu về phẩm chất kiên cường, đấu tranh vì quyền tự do của con người, về hòa bình và hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương sáng về đạo đức cho chúng ta học tập, nhất là đối với các bạn học sinh, sinh viên trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất con người mới hôm nay. Cuốn sách trên tay chúng tôi là tập 3, được tái bản lần thứ 2, khổ 14,5 x 20,5 cm, in sau một đợt lưu truyền tháng 6 năm 2006. Sách dày 446 trang, trang bìa trang trọng in hình Bác kính yêu, đang ân cần quàng khăn quàng đỏ cho một em đội viên. Phía dưới ảnh là dòng chữ Kể chuyện Bác Hồ tập 3. Và trong cuốn sách có 86 mẩu chuyện xung quanh cuộc đời hoạt động cách mạng của người, câu chuyện tình cảm của người dành cho nhân dân, cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Chúng ta hãy cùng lật từng trang sách để lòng ta giống chân người bằng những câu chuyện kể với ngôn ngữ mộc mạc. Tác giả đã khắc họa về những năm tháng một hoạt động cách mạng trong và ngoài nước, những khó khăn, vất vả, gian lao thử thách mà Bác trải qua. Nhưng cũng có những câu chuyện hết sức cảm động bởi tình yêu bao la của người dành cho các cô chú dân công như câu chuyện Các chú có lạnh không, trang 425-426, chú được thêm một quả, vân vân. Kính thưa các thầy cô và các bạn, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn luôn ân cần và chu đáo với từng người Bác gặp, lo cho họ từng miếng ăn, từng giấc ngủ, Bác nâng niu tất cả chỉ quên mình. Và từ cuốn sách giúp em phần nào hiểu được vì sao trái đất nặng ân tình, hát mãi tên người Hồ Chí Minh như một niềm tin, như dũng khí, như lòng nhân nghĩa đức hy sinh. Đọc xong cuốn sách Kể chuyện Bác Hồ, chúng ta càng yêu quý Bác, yêu quê hương đất nước, yêu thương con người và sẽ cố gắng ra sức học tập để góp phần nhỏ bé và xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu. Và câu hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh luôn vang vọng thổn thức trong lòng tôi cũng như các bạn khi đọc cuốn sách Kể chuyện Bác Hồ. Các bạn hãy tìm đọc bộ sách Kể chuyện Bác Hồ để có thêm nhiều bài học sâu sắc hơn cho mình nhé. Các bạn hãy đến với thư viện nhà trường để tìm đọc cuốn sách này. Chương trình giới thiệu sách của chúng tôi đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.